để góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, sớm ổn định đời sống cho người dân sau đại dịch COVID-19. Gần 2 năm qua, các nhiệm vụ, giải pháp được tập trung triển khai đồng bộ nhằm thực hiện tốt chính sách cho vay ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ, ghi nhận tại huyện Cần Đước. Năm 2018, khởi nghiệp với sản phẩm ống hút cỏ bàn. Sau đó, anh Bùi Thành Được ở xã Tân Chánh, huyện Cần Đước mạnh dạn tìm hướng đi mới, phát triển lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, anh được hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách 90 triệu đồng để đầu tư thêm máy móc, mở rộng quy mô. Vì các sản phẩm bên công ty cũng đang có nhu cầu tăng cao thì cái điều để tăng được nguồn vốn, tiếp cận nguồn vốn nó lớn hơn thì điều đó là điều rất là mong muốn. Bên công ty cũng áp dụng hai mô hình là vừa sản phẩm ống hút và vừa sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Thì hai cái mô hình này có thể kết hợp được, đa phần đang là những cái sản phẩm này được làm bằng thủ công. Thì cái điều này cũng là lợi thế để mà tạo điều kiện cho bà con phát triển cùng cái mô hình xanh này. Hiện nay, bên cạnh các công nhân làm việc tại chỗ, công ty Miền Tây Xanh còn hỗ trợ việc làm cho khoảng 30 đến 40 lao động nông nhàn ở địa phương, chủ yếu là khâu rửa, thông ống cỏ bàn và mai gia công. Từng để 10 bữa nửa tháng thì thấy nhiều thì mình lãnh, mình đóng điện nước thì cũng được, cũng ổn định chút xíu, cũng thu nhập. Vô trọng thì mình không có thời gian, thì công việc mình cũng đưa đứa con này kia, thì lãnh về nhà làm nó cho rồi em lãnh luôn tới giờ. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế xã hội, thời gian qua, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Cần Đước giải ngân nguồn vốn theo chỉ tiêu được giao, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19. Ngân hàng sách hỗ trợ để cho bà con vốn vay trên 4 cái hội đoàn thể. Thứ nhất là hội phụ nữ, thứ hai là nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên. Rải đều ra 19 tổ trên địa bàn 7 ấp của xã, trong đó có hộ của anh Bùi Thành Được này. Thì phải nói là anh là một trong những đoàn viên trẻ đã có một cái cơ sở ý tưởng từ ban đầu và đã triển khai. Song song đó thì nhiều kênh cũng hội quán và giải quyết việc làm giảm nghèo cho một số cái của bà con như là xe nhang, hạt điều, rồi lao động nhàn rỗi, rồi những cái kênh. Thì qua đó là tạo được cái sức lan tỏa, đồng tình của nhân dân, giúp cho được cái xã có những cái kênh để giải quyết làm một cách bền vững. Về nghị quyết số 11, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt hơn 14 tỷ đồng với gần 840 lượt khách hàng vay vốn, trong đó nổi bật là chương trình cho vay hỗ trợ việc làm 10,8 tỷ đồng. Còn lại là các chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến, nhà ở xã hội, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Hàng năm thực hiện các cái chương trình cho vay theo nghị quyết 11 của Chính phủ, thì trong đó có cái chương trình cho vay việc làm là để nhằm để phục hồi, để cho cái sản xuất của người dân sau cái đại dịch Covid. Thì phòng dịch ngành xã hội Cần Đước là triển khai tất cả các chương trình này đến các cái địa phương để nhằm để hỗ trợ vốn, để tạo điều kiện để cho hộ vay tiếp cận để nhằm để sản xuất, mua bán để cho người dân là dần dần từng bước để ổn định kinh tế, để phát triển và để nhằm cũng nâng cao được cái đời sống cho người dân là sau cái nghị quyết 11 này. Với những kết quả tích cực từ thực tiễn, nghị quyết số 11 được xem là giải pháp tạo thêm sức bật cho nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.